Trước khi chúng ta vào phần chia sẻ của chị Quyên, chúng ta sẽ cùng xem cái lộ trình phát triển của chị Quyên nhé. Tại vì nó có thể giống với chúng ta, có thể là chúng ta sẽ ở đâu đấy trong một cái quãng nào đấy của chị Quyên. Thì ví dụ như là tháng 1 năm nay đến tháng 4, chỉ là tháng 5, tháng 4, tháng 3 chị Quyên vẫn chỉ là một manager thôi. Đó, thế thì ở đây có nhiều anh chị là manager không ạ? Có đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm sao để sau phần chia sẻ của chị Quyên, chúng ta sẽ có bí quyết để mình có thể lên tầng 21 nhé. Chị ơi, em thấy là chị có 6-7 tháng đầu năm là chị chỉ duy trì là manager thôi, 15-18 thôi. Thậm chí cũng có lúc 18 lại xuống 15 đúng không ạ? Nhưng mà đến tháng 8 là chị có một sự bứt phá là chị lên được 20%. Thì chị có thể chia sẻ là giai đoạn đó chị làm gì hay trước đó chị làm gì để chị có một cái kết quả bứt phá như thế không ạ? Mà trong khi năm 2020 mọi người đều nói về có rất nhiều những khó khăn trong công việc ấy, chị đã làm gì ạ? Trước tiên xin chào cả nhà, mình xin giới thiệu một chút về bản thân nhé. Mình tên là Nguyễn Thị Minh Quyên, sinh năm 1978, mình sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Công việc chính của mình là mình học ngoại ngữ, cho nên là làm trong ngành du lịch đó. Thì có thể đây cũng là một cái lý do mà năm nay chị thay đổi, đó là vì thực ra chị trước đây, trước khi mà dịch Covid ý, thì chị đang có một công việc khá là ổn định đó, cũng có thể là cũng khá tự hào bởi vì thu nhập cũng tầm dưới 20 triệu một tí. Đấy là chưa kể mình còn biết cách làm thêm cái thứ, tóm lại là cũng khá ổn định. Thế nhưng mà từ hồi có dịch Covid ý, thì chị công việc chính của chị gần như là không hoạt động luôn. Tại vì chị là tổ chức tour du lịch đưa khách châu Âu đến Việt Nam đó. Thế thì ngành khách châu Âu là đóng cửa rồi. Thế thì thực ra thế này, vốn chị là một người đã yêu cái công việc Ori rất là nhiều. Chị luôn yêu thích công việc Ori nên là trong suốt 2 năm trước thì chị biết đến Ori, chị chăm chỉ nghe live stream cực kỳ luôn. Tức là chị gần như không bỏ một live stream nào cả. Nhưng mà chị cứ nghe thôi. Nhưng mà chị không hành động mấy. Đó, vì cũng chưa có động lực để chị thôi thúc. Và cái thứ hai là chị yêu sản phẩm Ori vô cùng. Chị được biết cái sản phẩm này từ lúc mà vào Việt Nam á. Thì là chị đã biết hồi xưa đã có cái phấn má hồng, rồi là đấy son cái thứ, biết từ thời chị vừa ra trường. Thế là chị lại thích các sản phẩm của thiên nhiên. Cho nên là chị vốn là thích sản phẩm, dùng sản phẩm từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Đó. Thế thì khi trở lại cái lý do, đó là trước đây thì chị cứ làm như thế thôi, chị cứ đủ điểm chị làm. Cũng không có mục tiêu, không bao giờ có mục tiêu. Nghe live stream nhưng mà không nắm chắc quy trình. Tức là cái gì chị cũng biết một chút, nhưng mà chị để mà nói bài bản thì chị không biết nói đâu. Đó, thế thì cái giai đoạn mà Covid ý, thì chị thấy là ô, thế bây giờ không lẽ mình lại ở nhà chơi không? Đó, thế là chị mới bảo là mình vốn đã có tình yêu với Ori lên như thế này thì đây sẽ là một cơ hội để chị thử sức xem sao. Đó, và thế là chị bắt đầu hạ quyết tâm, thay đổi bản thân, tức là hành động đều đặn hơn, tức là thậm chí là bám sát bảo trợ Minh Đạm từ suốt ngày rồi, nhưng mà lại bám sát thêm cả bảo trợ Minh Hòa nữa, rồi là hỏi Minh Hòa, rồi là luyện tập, rồi là chị cả gọi là luyện tập với Đăng Lai nữa. Tóm lại là ra quyết định hành động đều đặn hơn. Đó, thì chị đã kiểu như gọi là như vậy thì mình càng nắm được quy trình hơn, càng yêu sản phẩm hơn. Đó, thế thì chị cứ thế là chị tiến thôi, và chị giúp cho Đăng Lai của chị cũng kiểu truyền động lực cho mọi người. Đó, và chị một lý do nữa đó là chị bứt phá là chị vẫn luôn thích sản phẩm của Honest. Đó, cho nên là đối với Đăng Lai của chị thì chị không chỉ đi theo những cách là cứ mỹ phẩm nữa, mà chị gần như hướng mọi người vào cái con nét. Đó, thế nên là gọi là cái doanh số tăng trưởng nó nhanh hơn, đúng không? Đó. Em cảm ơn chị, em được biết là chị có một tình yêu con nét rất là lớn. Chị Quyên, mọi người biết là chị Quyên là làm về điều hành tour du lịch châu Âu. Chị được chị Quyên trước khi dùng sản phẩm Wallapen thì chị chia sẻ là chị đã dùng rất nhiều thực phẩm chức năng nước ngoài, đang gọi là sách tay về đó. Chị đã từng dùng của Pháp, của Mỹ, của Úc đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng chưa cải thiện nhiều về sức khỏe của chị.
thì chị đã có một niềm tin gần như là tuyệt đối, tại vì sự quá đã thay đổi và cái sức khỏe cải thiện gần như rất là lớn về sức khỏe của chị, chồng chị và mẹ chị đúng không ạ? Chứ có thể kể rõ hơn về cái chi tiết về wellness đã ảnh hưởng đến gia đình chị như thế nào không ạ? Cảm ơn em. Tức là thực ra trong cuộc sống ấy thì mỗi người có những cái suy nghĩ, có cái quan niệm khác nhau, sự quan tâm khác nhau trong cuộc sống. Dù chị thì chị cũng không phải là người giàu có hay có điều kiện lắm đâu, nhưng mà chị quan tâm đầu tiên tới sức khỏe. Thực ra là chị Quyên rất có điều kiện đấy mọi người ạ. Không, chồng chị Quyên là làm công an ở thành phố Hà Nội nhá. Chị Quyên có nhà công an thì có hàng nghìn người công an mà em. Sao chị Quyên lại có rất nhiều bất động sản nhá, có ô tô nhá. Thế mọi người nghĩ xem là một người vừa có quyền này, vừa có tiền này, vừa có nhà, vừa có xe thì có phải là cuộc sống chúng ta mơ ước không ạ? Chị Quyên thì là một người chị nhưng mà rất là khiêm tốn. Nhưng mà chúng ta biết là chị Quyên cũng ở một cái vị trí xuất phát không phải là thấp trong xã hội, nhưng chị đã chọn Oriflame và đã tin yêu Wellness. Thì chúng ta biết được là Oriflame và Wellness được vời như thế nào đúng không ạ? Chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện của chị nhé. Tức là thực ra chị là một người sống tức là khá trân trọng cái uy tín của mình. Đó, cho nên là trước khi làm công việc gì, trước đây thì chị chỉ có làm trong ngành du lịch thôi, nhưng mà mình cũng vốn là người cũng gọi là khá năng động trong cái công việc của mình, cho nên thu nhập cũng khá, thậm chí đối tác của chị còn đề xuất chị mở công ty để làm ăn với chị, nhưng mà chị cũng không màng đến đâu. Tức là chị cũng không phải là quá mức để mà thu kiếm tiền. Thế nhưng mà đến khi mà chị biết đến Oriflame thì chỉ là vì đứa em chị thì nó bảo là chị ơi chị dùng mở thẻ đi. Thế nhưng mà đến tháng thứ hai chị đã tìm hiểu ngay sản phẩm uống, bởi vì bản thân chị là người rất quan tâm đến sức khỏe. Ví dụ con cái chị mà ít khi ốm đau lắm, tức là mình nuôi con khá khoa học đó, thì mình quan tâm đến sức khỏe từ cách đây 11, 12 năm rồi đó. Thì chị chuyên dùng các sản phẩm mà sách tay, nhưng mà không phải là sách tay mua tại Việt Nam, mà toàn là phải khách mang về cho mình hoặc là bạn thân sống ở bên kia mới mang về cho mình. Thế thì chị dùng suốt, nhưng mà gần như nó thành một thói quen, không có thấy cải thiện gì. Chị thì cũng không có vấn đề gì với sức khỏe, chị chỉ có là hay bị mỏi mắt thôi đó. Thế thì đến khi mà chị dùng cái sản phẩm Wellness của mình, chị nghiên cứu hết các tài liệu, chị bảo Đạm, Thanh Đạm ấy, là cho chị hết tài liệu Wellness đây. Thế là chị nghiên cứu, chị nắm hết tất cả các sản phẩm về Wellness và chị bắt đầu trải nghiệm cho chị đầu tiên, đó là combo Wellness luôn. Đó, cách đây hơn 2 năm, ngay tháng thứ 2 chị đã dùng rồi. Thì chị thấy cảm nhận là hậu sáng dậy chị thấy tỉnh táo hơn, sức khỏe hơn, mắt đỡ mỏi hơn. Đó, thế là chị tiếp tục lấy cho mẹ chị dùng, rồi là chị lấy cho chồng chị dùng, cho bác chị dùng. Đó, ví dụ như là mẹ chị thì cải thiện vấn đề là mẹ chị trước đây là hay dùng các sản phẩm cũng đối với mọi người là đắt tiền, đúng không? Ví dụ sữa Ensure, các thứ sữa Mỹ ấy, thế bình thường. Thế thì đến khi chị cho mẹ chị dùng cái bột là chính, thì mẹ chị bảo là ô mẹ uống cái này mẹ rất là thích, mẹ thấy ngủ ngon hơn, tiêu hóa hơn, khỏi táo bón. Thế chị lại càng thích, gửi về cho mẹ không bao giờ thiếu. Đó, thế là cứ dùng đều. Sau đó đến lượt chồng chị. Chồng chị thì có sức khỏe tốt nên là chỉ cho dùng viên thôi. Nhưng mà chồng chị dùng khoảng 6 tháng sau thì chồng chị bảo là ô tự dưng hôm nay anh ngửi được mùi. Tức là chồng chị mười mấy năm nay là không ngửi được mùi vì viêm mũi dị ứng. Đó, thế rất là tuyệt vời. Xong là chồng chị cứ ngửi cái thức ăn mình nấu ấy, bảo ôi tuyệt vời quá, bao nhiêu năm không ngửi được mùi. Đó là một cái niềm tin nữa. Rồi là một câu chuyện nữa là ví dụ như bác chị thì hồi đấy bị đi mổ thận, thì biếu bác 2 hộp sữa. Đó thì bác uống, bác hồi phục nhanh lắm, ra viện là bác phục hồi rất là nhanh. Đó, và bác cũng khen luôn, bác bảo ô bác đỡ được bệnh dạ dày. Tức là trước đây bác dạ dày rất là hay chướng bụng khó chịu, thì đến bây giờ bác cảm thấy thoải mái. Xong bác con bảo bác con ơi cho bác dùng đến lúc chết. Xúc động như thế. Bác chị thì 80 tuổi. Đó thì tất cả những cái với những cái kiến thức mình cũng tìm hiểu qua kiểu các kênh thông tin với những cái trải nghiệm thực tế như thế, thì chị thấy sản phẩm Wellness rất là tuyệt vời. Đó, cho nên là chị vốn đã là người quan tâm đến sức khỏe, cho nên khi mà biết đến một cái gọi là dòng sản phẩm nó cực kỳ chất lượng so với các sản phẩm khác như thế, mà giá thành thì lại vừa phải. Bởi vì là chị cũng nắm rõ là gì, vì là công ty chúng ta bán trực tiếp đúng không? Không phải là bán qua
thì mọi người tưởng là không qua nhiều trung gian, nhưng thực tế là ở bên kia vẫn là đang bán lẻ ở các siêu thị. Đó, thế thì mình thấy rằng với cái sản phẩm của mình giá như thế này, nếu mà mình mua bán lẻ như các hãng khác thì giá nó phải đắt khoảng gấp 6 lần. Đó, để mình thấy là cái giá trị mình được dùng sản phẩm chất lượng mà rẻ như vậy. Thế là với niềm tin sản phẩm như này thì với các downline của chị, ví dụ như là chân thứ hai của chị là bạn Hường, thì chị tuyển và bạn ấy vào bằng sản phẩm qua nét luôn, bằng cơ hội kinh doanh chứ không phải là bằng mỹ phẩm hay là gì đó. Đó, thế chị tăng trưởng như vậy. Cảm ơn chị. Không có nhiều thời gian nên mình xin phép mà tổng kết lại và chia sẻ nhỏ thêm một chút nữa. Đó là chị Quyên có hai chân, thì chân tách đầu tiên là chị Hồng Lan cũng có mặt trong cả buổi ngày hôm nay. Chị Hồng Lan chính là người đã đi cùng với chị Quyên trong suốt thời gian là Moriflame. Và chính vì chị Quyên thay đổi từ cái thời điểm là trước đây là chỉ gọi là làm chơi, nhưng mà từ khi chị Quyên quyết định nghiêm túc thì chị Quyên cũng rủ chị Lan nghiêm túc cùng, và rồi là chị Lan về đến 50%. Và sau đó thì tháng 8 và cái bần mì thứ hai là cái chân tách thứ hai của chị Quyên, cũng là một người làm trong ngành du lịch, cũng chính là gần như là một cái người trong cái đối tác của chị, đúng không ạ? Chị cũng làm về du lịch và thời điểm đó cũng đóng băng, nên là chị Quyên cũng rủ chị làm. Và chị Trần Hường chính là người đã lên 60% trong tháng này của nhánh hàng lợi của chúng ta. Và chị Hường đã có 5 tháng đến 21% bằng con đường Wellness. Và tỷ lệ Wellness của nhóm chị Trần Hường và chị Minh Quyên cũng là 78%, gần 80%. Và đây chính là một đội nhóm mà chị Trần Hường thì cũng cực kỳ yêu Wellness, và lúc nào chị cũng chỉ Wellness thôi. Đó. Và đây là một câu chuyện của chị Minh Quyên, chị Trần Hường cho chúng ta về một bài học, đó chính là tình yêu Wellness. Các bạn đã bao giờ nghe câu nói là gì ạ? Wellness chính là con đường tắt đến thành công chưa ạ? Chị đã được nghe cái câu nói này của ngài Mark Nurse cách đây khoảng 5 năm, ngày từ những cái ngày Morphin bắt đầu ra đời, nhưng mình vẫn chưa biết bắt nhịp như thế nào. Và hôm nay chúng ta đã có rất nhiều người thành công rất nhanh nhờ con đường Wellness, 5 tháng về 21 đúng không ạ? Và chị Quyên thì tính từ thời điểm chị nghiêm túc thì cũng chỉ khoảng độ 3 đến 4 tháng mà chị đã có thể mở ngôn được đúng. Một con số, một cái tốc độ rất là tuyệt vời. Và thậm chí chị Quyên không phải là một người rất là một người phải năng động, rồi là phải kiểu dạng như rất là yêu mỹ phẩm, rồi trẻ đẹp các thứ. Chị em mình chưa phải là tiếp kiểu gọi là hot girl như thế đúng không ạ? Nhưng chị em mình vẫn có thể thành công được từ con đường Wellness. Tại vì có thể cái diện mạo bên ngoài thì mỹ phẩm thì không phải ai cũng có được một cái thiên phú, nhưng mà sức khỏe là cái thứ mà ai cũng quan tâm. Và rõ ràng là con đường Wellness chúng ta có thể tiếp cận với mọi người, tất cả mọi đối tượng mọi người nhá, đặc biệt các chị mà 89 chúng ta sẽ có một con đường rất là tuyệt vời cho các chị phát triển. Rồi chị Quyên cũng là người rất tư duy tích cực đúng không ạ? Trong lúc mà Covid thì chúng ta lại nhìn thấy cơ hội, và chúng ta cũng chưa biết chắc là 2021 chúng ta có biến động gì nữa không, nhưng chúng ta hãy luôn luôn như chị Quyên là gì ạ? Luôn luôn lạc quan, luôn luôn tích cực và luôn luôn nhìn vào cơ hội. Chị Quyên đã từng nói với Lý như thế này: thực ra trước đây chị cũng thích làm Mori full time lắm, nhưng mà chị vẫn tiếc ngành du lịch. Thế nên là khi mà được biết là ngành du lịch đóng băng, chị mừng quá. Thế là mình chẳng phải cân nhắc đắn đo gì nữa, mình được chọn ô thêm luôn đúng không chị? Đó, chúng ta phải nghĩ giống kiểu là như chị Quyên, nó may quá, du lịch đóng băng mình lại được làm Mori full time. Và bây giờ thu nhập của Mori thì cũng ngang với thu nhập mà chị làm du lịch rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Và rất là tuyệt vời ạ. Và như lúc này thì cũng chia sẻ là chị Quyên là một người rất là khiêm tốn, ham học hỏi, và chị là một người rất là tôn trọng, bảo trợ và lắng nghe tất cả mọi định hướng của hệ thống và làm rất là chuẩn mực. Và thật sự là chị Quyên thì sinh năm 78, không biết là đây có ai hơn tuổi chị Quyên không ạ? Bằng tuổi ạ? Lý thì trong nhóm 75 người thì hay gọi chị Quyên là một người chị cả, rất là gương mẫu, rất là điềm đạm và có một cái những cái tính cách rất là tuyệt vời. Và Lý nghĩ rằng là nhiều cái thành công nó không phải là những cái gì đó nó xa vời, những cái gì đấy nó phải chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài đâu, nhưng mà nhiều khi chúng ta có những tính cách tốt, chúng ta đi theo những định hướng đúng, và chúng ta có một tình yêu với công việc, chúng ta hoàn toàn có thể thành công được. Bạn hãy cứ làm việc trong chăm chỉ, và để rồi thành công sẽ trở thành tiếng nói của bạn. Và chị Quyên chính là một con người, đây là một cục vàng đã đào được trong năm 2020. Chúng ta cùng chúc mừng chị Minh Quyên ạ. Chị xin chia sẻ thêm một chút cho mọi người nhé. Tức là thực ra ngoài cái mình, khi mình đã nghiên cứu kỹ về công ty rồi thì mình cũng phải có một cái động lực gì thôi thúc đúng không? Với chị
thì có thể mọi người thấy hơi lạ, nhưng động lực của chị đó chính là muốn chia sẻ thật nhiều sản phẩm wellness đến cho mọi người. Bởi vì mình thấy rằng ở Việt Nam có rất nhiều hàng giả, mà nếu mà không phải hàng giả thì cũng là hàng sách tay, nhưng mà hàng sách tay đấy nó không phải là hàng kiểu như là cái nguyên liệu sản xuất và cái quy trình sản xuất nó khác nhau, cho nên là ra cái chất lượng hoàn toàn khác nhau. Thì ai may mắn như mình là được dùng sản phẩm sách tay lại là rất là đúng mát đúng không, mà cũng không cải thiện, thì đa số người dân ở Việt Nam mình phải dùng các sản phẩm đều là hóa phẩm, cho nên là rất là khổ, cứ uống vào cứ mất tiền nhưng mà hoàn toàn không cảm nhận được gì sự thay đổi đó, nhưng cuối cùng họ vẫn phải dùng đến thuốc. Thế cho nên là thực ra mong muốn của chị là lan tỏa thật nhiều sản phẩm wellness đến cho mọi người. Và một cái nữa đó là chị thấy hiện giờ ở mình có rất nhiều cái ngành nghề bị ảnh hưởng với dịch Covid, nhất là cái ngành du lịch của chị, đó là ngành về nhà hàng, khách sạn, rồi là hướng dẫn viên trong tổ chức tour như là bạn Hường đấy. Thì đa số mọi người bây giờ đều công việc rất là ít. Thế thì mình vẫn thôi thúc của mình là làm sao để lan tỏa được cơ hội này đến mọi người để mọi người đón nhận. Và đó cũng là lý do, tức là chị muốn mình phải thành công hơn để có sức ảnh hưởng hơn đến những người trong ngành du lịch của chị. Đó, đấy, đó là mong muốn của chị. Cảm ơn chị Thế. Vâng ạ, với những cái tư tưởng làm việc, người ta bảo là gì ạ, muốn lên sự nghiệp lớn thì tinh thần càng phải cao đúng không ạ? Em thấy tinh thần chính rất cao, không chỉ là mong muốn thành công để mình có được những giá trị cho bản thân, mà chị còn muốn lan tỏa về tình yêu công nghệ và lan tỏa về cơ hội kinh doanh này. Cho nên đó là lý do vì sao chị đã chia sẻ công việc với chị Trần Hường rất nhiều lần, nhưng chị vẫn kiên định, vẫn kiên trì. Và chính nhờ sự kiên trì lần cuối cùng đó, chúng ta có 1-2% mới, và chúng ta có một leader sắp chốt gôn đúng không ạ? Em chúc chị năm 2021 sẽ thành công hơn nữa và sớm chinh phục tay mời chị nhé. Em nghe sếp Quyên bảo là đã cùng tên với sếp thì phải là làm phải kiểu như phải ra trò chống cho nó to chị. Là vấn đề đúng không? Là vấn đề ấy. Rồi, chị cùng tên với sếp mà gôn sếp vẫn chưa hài lòng đâu. Sếp là thích phải có đai bằng nhuyễn thì đứng kia đấy. Sẽ cố gắng. Cảm ơn em. Chị là người rất đặc biệt đấy. Chỉ có duy nhất chị là cùng tên với sếp thôi nhé. Chị cảm ơn chị nhé. Chúng ta cùng nhớ về một bạn Lê Tình, một con
Lý hay gọi là Lê Tình là người như một thôn nữ ấy, và ở một vùng quê của tỉnh Thanh Hóa đúng không ạ? Một con người rất là nhỏ nhắn thôi, cảm giác là rất là nhỏ, nhưng mà thật sự khi mà được nghe về các bảo trợ như bạn Huyền, bạn Tâm chia sẻ bạn Lê Tình thì cảm thấy bạn có một cái nội lực rất là lớn ấy. Và có lẽ là những người mà nhỏ nhỏ ở ngoài thì lại bên trong lại rất là bí ẩn. Và thật sự luôn, Lý đã được nghe những cái gần của giữa tháng, thậm chí đến gần 2/3 tháng, và chân tết của bạn Tình mới chỉ được có khoảng 4-5 nghìn thôi, nhưng bà bảo chị em chắc chắn sẽ biết được chị ạ, với một cái ánh mắt kiểu, một cái giọng nói kiểu rất là tin tưởng ấy. Và chính những cái niềm tin đó, người ta bảo gì ạ, muốn thì phải tìm cách đúng không ạ, chúng ta chỉ cần giữ vững mục tiêu thôi. Còn khi chúng ta có một quyết định với mục tiêu, mọi người có biết điều gì không ạ? Thì đã được nghe một câu nói trong Tư Duy Triệu Phú là gì ạ? Khi bạn khao khát mục tiêu, bạn nói lời ra với vũ trụ, thì vũ trụ sẽ bền công để hỗ trợ bạn. Tức là giả sử như vũ trụ đang ở bên này, thì nếu mà bạn ước mơ của bạn lớn sẽ sẵn bền công sang phía bên này để hỗ trợ bạn. Và những cái thời điểm Lý chốt đây mà Lý cũng cảm giác được, tức là mọi người cảm giác có những thời điểm mà mình rất là may mắn không ạ? Có đúng không ạ? Tại sao mình cứ phải đơn hàng về mình này, tư vấn viên về mình này, xong rồi bảo trợ hỗ trợ mình này, xong rồi rất nhiều giải pháp đúng không ạ? Đấy chính là những lúc mà vũ trụ đang dồn lực, kiểu gọi là đang tổng lực để hỗ trợ bạn. Chúng ta hay gọi là ủng mốc đấy. Đấy chính là vũ trụ đang hỗ trợ bạn. Chúng ta hãy luôn luôn kiên định nhá. Chúng ta cần phải có một mục tiêu cho năm 2021 và chúng ta cứ kiên định thôi. Giải pháp sẽ tự đến mọi người nhá. Chúng ta không phải lo nhiều về tương lai đâu ạ. Chúng ta cứ nỗ lực ở hiện tại và đón nhận tất cả những giải pháp từ hệ thống, từ bảo trợ. Và cuối cùng ta đã nhìn thấy một chị Đà Hảo sẵn sàng từ bỏ công việc ở bệnh viện để theo đuổi tình yêu Oriflame. Chị cũng có 3 con nhỏ. Đã có thời điểm là Tâm chia sẻ với Lý là gì ạ? Chị Hảo, em cảm thấy là lúc mà em gọi điện chị cũng trong một trạng thái rất là bận rộn, nhưng mà chị vẫn thành công được. Và hôm nay chị đã lựa chọn Oriflame là sự nghiệp của mình. Chúng ta cùng học hỏi chị Hảo với cái niềm tin tuyệt đối vào hệ thống và bảo trợ, và luôn luôn tích cực, luôn luôn lắng nghe và làm việc vào lúc mọi nơi. Cảm ơn chị Hảo về bí quyết cuối cùng ạ. Thật sự là năm 2021 đã đến rồi, đã đến được mấy ngày rồi, và chúng ta đã bắt đầu trong một năm 2021 và mọi người đang có những ước mơ. Vậy thì bây giờ chắc hẳn mọi người cũng đang mong muốn có cái định hướng gì cho năm 2021 đúng không ạ? Thì ngay giờ phút này thì xin phép được mời lên sân khấu người bảo trợ thầm lặng của chúng ta, sẽ chia sẻ với chúng ta về những định hướng của năm 2021.